chào quý chú anh chị các bạn quay lại trên TV Miền nha. Hiện tại TV Miền tiếp tục ra video tiếp theo cho cô chú anh chị xem. Trời, cô chú này là đến mua đồ ủng hộ cho chị Hồng Loan buổi sáng hôm nay. Chị Hồng Loan đang mắc việc ở trên lầu nha. Đây là một hai trợ lý, một trợ lý của một cái toán của chị Hồng Loan đó nha. Con ở Bắc Ninh, con ở Bắc Ninh. Dạ. Thank you.
đường đó thì có xe buýt nó chạy qua. Là đường này mà nếu như mình đi từ cái hướng này nè, nó hai chiều mình dễ quay, còn mình đi từ cái hướng dưới lên là phải có cái cầu mới vòng đầu đó, xa. Mấy cô này cũng vào trong đi về cả nhà. Cảm ơn nha. Dạ, chào cô nha. Mấy cô chị nha, sức khỏe.